Xin chào các bạn. Chúng ta biết trong xã hội bây giờ văn hóa nhậu đã trở nên rất quen thuộc. Bạn bè lâu ngày gặp lại cũng nhậu, đôi thì vui buồn cũng nhậu. Thường thì đa số chúng ta đều nói về đàn ông uống rượu bia, ít khi nhắc đến phái đẹp. Trước đây đi ra quán nhậu tìm được bóng dáng của chị em là rất khó. Nhưng giờ thì thời thế đã khác nhiều rồi. Có khi phụ nữ ngồi nhậu còn nhiều hơn đàn ông. Cũng vì tính chất công việc mà cũng có thể chị em muốn bình đẳng như cánh mày râu. Nhưng có một sự thật là phần lớn phụ nữ uống rượu bia nhanh say hơn đàn ông, mặc dù là uống cùng một lượng như nhau. Tại sao một thức uống được tiêu thụ với số lượng như nhau lại ảnh hưởng đến hai giới tính khác nhau như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này để hiểu rõ hơn các bạn nhé. Uống rượu bia thì sẽ say, chắc chắn rồi, vì trong rượu bia có cồn mà. Nhưng sẽ có người lâu say và cũng có người nhanh say. Ở phụ nữ thì khác hẳn đàn ông vì lượng cồn đi vào trong máu có xu hướng cao hơn khi uống cùng một lượng rượu trong cùng khoảng thời gian với đàn ông. Điều này là do một loạt các yếu tố, từ hàm lượng nước trong cơ thể đến tốc độ cơ thể phân hủy chất cồn. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nồng độ cồn trong máu gọi là BAC sẽ giống nhau với những người uống cùng một lượng rượu, nhưng thật ra là không giống nhau giữa phụ nữ và đàn ông bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất là về kích cỡ cơ thể. Một người có thể hình nhỏ hơn thì sẽ có ít không gian hơn để pha loãng rượu so với người có thân hình to lớn hơn. Chính vì vậy mà kích thước cơ thể sẽ quyết định khả năng pha loãng rượu khi uống vào. Bên cạnh đó, tỷ lệ cơ trên chất béo của một người cũng có tác dụng trong quá trình phân tán rượu. Lượng nước có sẵn để rượu từ pha loãng trong cơ bắp nhiều hơn trong chất béo. Điều này là do gần 76% mô cơ chứa nước, nhiều hơn đáng kể so với các mô mỡ. Do đó, khi máu mang cồn chảy trong cơ thể, cơ có xu hướng hấp thụ nhiều cồn hơn chất béo. Nhìn chung, nam giới có tỷ lệ cơ mỡ lớn hơn phụ nữ và mô cơ của họ có một lượng lớn máu chảy qua đó. Và chính lượng máu này giúp các cánh mày râu pha loãng rượu hiệu quả hơn phụ nữ. Mặt khác, chất béo cho phép một lượng máu nhỏ hơn chảy qua nó. Tỷ lệ chất béo cao hơn ở phụ nữ làm cho rượu cô đặc hơn trong máu, làm tăng BAC hơn nữa. Thứ hai là hàm lượng nước trong cơ thể. Bạn thử lấy hai cốc nước có lượng nước khác nhau và cho thêm đường vào. Ví dụ như một cốc 250ml nước và một cốc là 500ml nước, cùng cho thêm 3 thìa đường vào thì cốc nào sẽ ngọt hơn? Chắc chắn là cốc 250ml ngọt hơn rồi, bởi vì cốc ít nước hơn sẽ có nồng độ đường cao hơn. Và nồng độ cồn trong cơ thể cũng được áp dụng tương tự như vậy. Rượu hòa tan hoàn toàn trong nước, vì thế nên nó có xu hướng di chuyển vào không gian nước của cơ thể chúng ta. Khoảng 55% cơ thể phụ nữ được tạo thành từ nước, trong khi cơ thể của đàn ông được tạo thành từ khoảng 68% là nước. Chính vì vậy, mức độ pha loãng rượu ở nam giới sẽ nhiều hơn so với nữ giới. Thứ ba là khả năng chuyển hóa rượu. Khi bạn uống bất kỳ chất lỏng nào, đầu tiên là nó sẽ đi qua đường tiêu hóa của bạn. Dạ dày là vị trí đầu tiên của quá trình chuyển hóa rượu, nơi nó hấp thu lượng cồn đi qua nó vào máu. Các máu mạch sau đó mang rượu đến gan qua các tĩnh mạch cửa. Gan là bộ phận chủ yếu của quá trình chuyển hóa rượu. Tế bào gan sản xuất ra một loại enzyme có tên là alcoholdehydrogenase, gọi là ADH, hoạt động như một chất xúc tác cho quá trình oxy hóa ethanol. ADH xúc tác ethanol tạo thành acetaldehyde, một hợp chất tương đối độc. Đó cũng là nguyên nhân gây ra những tác dụng không mong muốn khi uống rượu, như là buồn nôn, đau đầu. Nam giới có các dạng ADH hoạt động trong cả dạ dày và gan, giúp chuyển hóa rượu nhanh chóng, trong khi phụ nữ có dạng ADH ít hoạt động hơn trong gan và hầu như không có ADH trong dạ dày. Điều này có thể làm giảm 30% sự hấp thụ rượu vào máu ở nam giới, vì ADH có trong gan phụ nữ không hoạt động hiệu quả như ở nam giới, nên sẽ hấp thụ nhiều rượu hơn trong máu. Cuối cùng là nội tiết tố. Nội tiết tố ở phụ nữ cũng là một trong những đặc điểm làm xấu thêm những tác động của rượu. Sự dao động trong nồng độ hormone trong giai đoạn tiền kinh nguyệt khiến phụ nữ chuyển hóa rượu chậm hơn và BAC cao hơn. Đáng nói là nhiều bà tìm đến rượu bia khi bước vào tuổi mãn kinh vì tình trạng cô đơn lúc đó. Đó là chưa nói đến số các cô hay còn rất trẻ đang có khuynh hướng chứng minh không thua đàn ông chút nào khi ngồi vào bàn nhậu.
Tóm lại là mặc dù rất khó nói không với rượu bia trong cuộc sống hiện nay, nhất là vì công việc, nhưng cũng đừng lạm dụng quá. Nếu cần uống thì cứ uống, nhưng đừng quên thưởng thức rượu bia khác xa với nhậu nhẹt đến say xỉn. Đó cũng chính là khoảng cách từ lá gan khỏe mạnh đến mô gan sơ cứng. Khoảng cách đó dù dài hay ngắn đều không nằm trong tầm tay của thầy thuốc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.